Emri xin mến chào đại gia đình. Hiện tại thì Emri đang có mặt trên đường An Dương Vương ngay chỗ khu vực quận 5. Và bây giờ thì đồng hồ Emri cũng là 10 giờ 5 phút ngày 28 tháng 9 năm 2024. Gia đình chúng ta thấy là cũng cuối quý 3 rồi, chuẩn bị bước sang quý 4, cũng như là hết năm 2024 chuyển sang 2025 rồi. Ở đây thì Emri hôm nay cũng là ngày thứ bảy cuối tuần đó, thì Emri sẽ mời gia đình chúng ta cùng em tham quan khu vực quận 5 xung quanh đây, xem Sài Gòn chúng ta thì những ngày này thì như thế nào. Quận 5, quận 10 đây thì ghi thấy có một cái trường trung tâm ngoại ngữ Thần Đồng, đây là cũng một cái trung tâm ngoại ngữ rất là nổi tiếng. Ở xung quanh hai bên thì thấy có hãng xe gắn máy Quang Phương, ở đây là SVM đó, thì dài lên kia nữa, chạy khoảng 50 mét nữa thì chúng ta đến chỗ trung tâm thương mại An Đông rồi. Đây em sẽ đi xích lên luôn đó, thì dài lên trên. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ với đại gia đình chúng ta một cái câu chuyện của, phải nói là một câu chuyện buồn, của một cái đôi vợ chồng trẻ từ ở dưới quê lên Sài Gòn, để mà hai vợ chồng là coi như là ở quê thì làm nông, nhưng mà nhà thì ruộng đất ít quá. Gia đình thấy là hai vợ chồng trẻ thì cưới nhau thì được gia đình chia cho hai công đất ruộng đó, với là một cái nhà tiền chế đó. Đây là ngã tư của Nguyễn Duy Dương, giao nhau với An Dương Vương. Ri sẽ rẽ phải ngay chỗ Nguyễn Duy Dương luôn, cho gia đình chúng ta thấy khu vực ở đây thì ngay trung tâm thương mại An Đông đây. Đó thì Ri sẽ rẽ trái qua, xin lỗi gia đình, nếu mà rẽ phải thì gia đình chúng ta sẽ ra là chỗ Nguyễn Trãi ha, Trần Phú. Rẽ trái thì sẽ đi dài tới Ngô Gia Tự luôn, cái phố Nội Thất đó, thì hai bên đây ngay trung tâm vàng bạc và đá quý của An Đông thì thấy là những cái tiệm vàng bây giờ coi như là bán cũng chậm cũng ế, do là giá vàng ổn định rồi, không còn nhảy múa nữa, nên là khi mà kinh doanh buôn bán thì người ta cũng gọi là mua vào mà bán ra không có lời, cho nên là ít người giao dịch hơn so với lúc trước đó. Thì đây thì ngay đây là cái cổng bên hông của trung tâm thương mại An Đông đây, ghi xe qua để gia đình chúng ta thấy. Nhưng mà những cái kiosk bây giờ cũng có một số kiosk đã mở cửa, một số kiosk đóng cửa rồi đó, thì đây là một cái tình hình chung rồi. Emri cũng xin phép quay lại cái câu chuyện tình của hai vợ chồng trẻ. Thì hai vợ chồng trẻ này coi như là cưới nhau thì được cho hai công ruộng là 2.000 mét vuông đất, với một cái nhà nhỏ, nhà tiền chế thôi, nhưng mà ở quê, ở vùng sâu vùng xa, chứ không phải là mặt tiền lộ, mặt tiền đường đó, thì đi gọi là đi lối đi mà đi nhờ qua đất của người ta đó. Cho nên là trong đó thì hai công ruộng thì bây giờ là làm thật sự mà nói là lúa hai vụ ba vụ luôn, không đủ ăn. Nếu hai vợ chồng mà hai đứa con nữa thì nếu mà muốn làm lúa làm vườn đó, thì cũng phải 5-7 công 10 công đất thì mới mai ra đủ ăn. Còn chi phí thì một công đất lời không bao nhiêu hết, nhưng mà bây giờ thì lại khó khăn ở một cái chỗ là bệnh. Khi mà trồng lúa thì bệnh rất là nhiều, rồi nào phải phân, phải thuốc, phải đủ kiểu đó, thì bây giờ là lúa có trúng hay thất không thì chưa biết, nhưng mà lúa bệnh thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng thuốc nè, thuốc rồi thuốc trừ sâu rồi phân đó, rồi mình thấy là bơm nước đâu lên nữa. Với những người mà có điều kiện thì người ta mua thuốc, thì người ta mua tiền mặt, mua phân, mua tiền mặt thì cái giá nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà những người mà còn đang nghèo đó, hoàn cảnh khó khăn, thì họ đâu có tiền đâu mà mua tiền mặt, họ phải mua triệu, tới chừng nào thu hoạch lúa xong rồi mới trả. Như vậy thì họ mua triệu thì dẫn đến một cái tình trạng đó là cái giá mà mình thấy là dẫn đến một cái tình trạng đó là người ta kê lời lên, cho nên là mua cái gì cũng mắc hết. Xong rồi đó thì cái vụ lúa thu hoạch không bao nhiêu, nhưng mà cái tiền chi phí phân thuốc ra rồi làm biết không có lời đó, thì hai vợ chồng thấy là coi như là hai công đất thì lời ít quá, không có đủ sống. Bây giờ chỉ có còn cách thôi là đi lên Sài Gòn để tìm việc làm.
nhưng mà hai vợ chồng thì không có nghề. Đây là ngã tư của Nguyễn Duy Dương với Nguyễn Chí Thanh, ghi sẽ đi thẳng đường Nguyễn Duy Dương này luôn. Hai vợ chồng thì không có nghề nghiệp gì ổn định hết, trước giờ chỉ làm nông thôi đó, thì nên dẫn đến một cái hoàn cảnh đó là cả nhà mình thấy là lên Sài Gòn thì đâu có làm được gì đâu, bắt đầu mới làm đi xin việc, gọi là làm phụ hồ đó. Thì hai vợ chồng lên Sài Gòn để làm phụ hồ, làm thời gian đầu thì cũng được, giả sử một ngày thì cũng gọi làm ở công trường, ngày thì được có 270.000 một ngày thôi. Tại vì phụ hồ mà nếu mà làm những cái công trình lẻ như nhà người ta sửa đồ thì thợ hồ giờ cũng 500.000 ngày, rồi phụ hồ cũng 350.000 ngày, nhưng mà lâu lâu mới có việc một lần, cho nên là cái công việc nó không có thường xuyên. Muốn được có một cái công việc thường xuyên thì bắt buộc đó thì phải gọi làm ở những cái công trường lớn, những công trường ta xây dựng những cái tòa nhà chung cư rồi đó, thì cái đó thì việc làm mới có thường xuyên được. Đó thì hai vợ chồng mới quyết định làm đi làm những công trường đó để nó ổn định hơn, việc làm có đều hơn, 270 một ngày. Rồi hai vợ chồng gọi là gói ghém thuê phòng trọ, rồi chi phí mọi cái nữa, rồi như là nhín nhút đó, làm sao mà tiết kiệm nhất có thể. Thì dần dần là hai vợ chồng cũng có dư được một ít, thì đây cũng là một tín hiệu mừng rồi, coi như là cũng có vài triệu để gửi về cho quê, cho ông bà nội, còn nuôi hai đứa con nữa, hai đứa con đang đi học đó. Thì hai đứa con đang đi học, mình thấy là đi học tiểu học thôi, một đứa lớp 3, một đứa lớp 5 đó, thì gia đình coi như là hoàn cảnh cũng rất là khó khăn. Thì cũng nhín nhúp hàng tháng thì dành dụm dư được vài triệu gửi về quê. Xong thì có một cái điều nữa là khi mà làm những cái công trình mà nhỏ lẻ nhà dân ra sửa chữa hay ra xây dựng á, thì nó sẽ không có gì để mà đáng đón, tức là làm hết công trình này thì chờ đến công trình khác. Nhưng mà ở đây thì hai vợ chồng lại chọn làm ở những cái công trình lớn đó, thì lương thấp nhưng mà ổn định. Thì công trình lớn thì có rất là nhiều cấp bậc, nào làm cai nè, rồi công trình trưởng nè, rồi gọi là thầu nè, rồi công ty nữa, rất là nhiều, trải qua rất là nhiều cấp bậc và nhiều cái công đoạn khác nhau đó. Thì thấy một cái điều đó thì cô vợ cũng rất là lanh trí đó, thì cô vợ thấy là qua nhiều cấp bậc vậy rồi, nếu mà cứ ngồi mình làm phụ hồ hoài thì không biết khi nào mà cuộc đời mình mới thấy được mùa xuân, phải tìm cách vươn lên. Đó là cái tâm lý chung hết của tất cả các anh chị chúng ta, ai cũng muốn phát triển, ai cũng muốn vươn lên hết. Thì và gia đình thấy là Ri đang rẽ vào phố nội thất của Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10. Đây là con đường chuyên bán về nội thất. Đó thì em Ri sẽ xin trở lại với hai vợ chồng công nhân. Thì hai vợ chồng cũng muốn là có cái sự thăng tiến trong công việc, có sự phát triển trong công việc. Đó thì nhưng mà ác một cái là ông chồng ổng hiền như cục đất vậy, phải nói là hiền quá trời hiền luôn, không có giỏi ngoại giao thứ nhất, thứ hai là không có biết nhậu đó. Thì đây là một cái điều rất là căng, tại vì ở Việt Nam chúng ta thấy là đa số làm gì cũng dính đến nhậu rất là nhiều, tất cả các ngành nghề, các công việc đó thì dính tới nhậu, cho nên là muốn nói chuyện hay muốn xin xỏ gì đó hay là muốn nhờ vả cái gì đó thì cũng phải mời nhậu, đó là một cái điều trước tiên. Mời nhậu rồi trò chuyện tâm sự đồ, rồi gọi là tình cảm phấn khích, rồi có cảm tình với nhau, rồi từ từ nó mới nhờ được cái này nhờ cái kia. Chứ tự nhiên mà đi thẳng vô thì nhờ giả hay là xin xỏ người ta cái gì đó thì chắc chắn sẽ thất bại, rất là khó. Cũng có tỷ lệ thành công nhưng mà tỷ lệ thành công rất là thấp, nhưng mà bắt buộc phải ngoại giao, cũng phải gọi là thân thiện với người ta trước hết. Đó là cái điều kiện gọi là cần thiết. Thì thân thiện rồi thì cái trường hợp mà muốn thân thiện, muốn gọi là kết thân với người ta thì cái điều đầu tiên cần đến là phải rủ mời người ta đi nhậu. Đó thì mời thì nghe nói là nó lịch sự, nhưng mà đối với anh chị em mà gọi là công nhân, người ta nói thẳng được rủ đi nhậu. Đó thì cái từ rất là bình dân. Đây là ngã tư của Ngô Gia Tự giao nhau với Sư Vận Hành, Ghi sẽ đi thẳng đường Ngô Gia Tự này luôn. Thì rủ nhau đi nhậu, nhậu xong rồi thì cũng như là rủ các anh gọi là
coi cai nè, coi cai rồi quản lý công trình rồi đó, đi nhậu để mà mấy anh cất nhất rồi cũng đưa lên làm thợ hay là đưa lên những cái công việc nào mà nhẹ hơn, mức lương tốt hơn. Do đó thì để mà phát triển cái sự nghiệp của mình. Chứ bây giờ cứ ngồi mà phụ hồ hoài rồi ngồi đó thì không ai ngó tới trên rồi cứ bị đầy riết rồi cũng gọi là không biết là cuộc đời đi về đâu hết. Đó thì chồng thì không biết nhậu mà chồng lại hiền khô như cụ đất nữa, ít nói nữa. Đó thì bây giờ cô vợ mới đại diện cho chồng, là cô vợ mới ra đi nhậu, mời các sếp đi nhậu, các cấp trên đi nhậu để gọi là kết quen, kết thân rồi thì sau này mới xin cái này cái kia rồi cho chồng làm cái này cái kia rồi cho mấy ảnh nâng cấp lên rồi bậc làm thợ rồi này kia đủ kiểu. Đó thì cô vợ mới đi nhậu với các anh thầu, anh cai. Thì nhậu một thời gian thì rõ ràng là cũng có những cái tiến triển rõ rệt, là những cái anh coi cai đó thì anh cũng sắp xếp cho hai vợ chồng gọi là có được những cái mà công việc mà gọi là nó nhẹ và nó gọi là đỡ cực hơn. Do đó rồi phần rồi cũng nâng lên rồi lên lương đồ, sắp xếp những công việc mà gọi là từ từ mà nâng lên từ phụ, mà lên từ phụ chính rồi lên thợ, có nhiều cấp bậc đó thì nâng lên để mà hai vợ chồng có một cái mức lương tăng hơn. Thì đây là quá tuyệt vời rồi, hai chồng ngon lành rồi. Nhưng mà càng về sau thì ông chồng thấy là cái cô vợ của mình cái hiệu suất đi nhậu càng ngày càng nhiều. Chứ chiều mà đi làm về thì ông chồng về trước, tại vì ông chồng biết nhậu, cô vợ lại đi nhậu. Rồi 1001 cái lý do đó thì gia đình chúng ta thấy là 1001 cái lý do đó. Thì ông chồng nói là sao em nhậu nhiều vậy, thì bây giờ là cô vợ nói là bây giờ sếp rủ nhậu, không nhậu mình không quan hệ với người ta, không giao lưu với người ta thì cái công việc mình sao mà làm suôn sẻ được, sao tốt được. Đó thì phải nhậu. Đó thì gần dần như là một tuần nhậu hết đâu đó là 5 ngày, 6 ngày rồi. Một tháng nhậu đó gần 30 ngày rồi. Cho nên là ông chồng thấy cũng rất là bực bội. Nhưng mà vì cái cuộc sống, vì gia đình, cho nên là cũng phải chấp nhận thôi. Thì cố gắng làm sao mà hai vợ chồng cũng cùng nhau chịu khó làm, rồi phải quan hệ này kia nữa để có một cái cuộc sống tốt hơn, để lo cho con mình ăn học, rồi cha mẹ già nữa thì rất là nhiều chi phí. Trong khi gia đình thì hoàn cảnh kinh tế cũng còn rất là khó khăn, cũng còn đang nhiều khó. Thì hai vợ chồng cũng làm, và ông chồng cũng gọi là nhiều khi cũng khó chịu trong lòng lắm, thấy bức rứt lắm. Em vợ mình mà cứ đi nhậu với mấy thằng sếp suốt thì cũng đau lòng. Nhưng bản thân mình không biết nhậu, với hai là không có khéo trong ăn đối quan hệ, cho nên là bắt buộc là phải để vợ đứng ra làm nhân vật chính trong gia đình. Đó thì cô vợ cứ đi suốt nhậu như vậy. Và có những lúc mà cô vợ đi tới 12 giờ đêm mới về. Đó thì gọi là nhậu đi khuya quá trời khuya đi. Nên là ông chồng bắt đầu là ông có một cái sự ghen nhẹ ở đây rồi. Mặc dù là vợ đi kiếm tiền về cho gia đình, nhưng mà thấy vợ đi vậy, đi suốt vậy, thì ông chồng cũng gọi là ghen, có một cái thái độ gọi là bắt đầu ghen thua rồi, là khó chịu trong lòng. Thì cô vợ thì càng ngày cái cảm giác về tình cảm của cô vợ bắt đầu có một cái sự lạnh lùng với ông chồng. Đó thì chồng cũng ngờ cô vợ mình sao kỳ vậy, càng ngày thấy càng lạnh lùng với mình trong cái chuyện tình cảm, không có mặn đồng như ngày xưa nữa, không có còn âu yếm nữa. Mà mỗi lần mà chồng mà chiều khiều cái vợ nói trời em xỉn quá, em mệt quá, thôi để hôm khác, em say quá. Đó thì phải nói là 1001 lý do để mà từ chối gần gũi với chồng. Thì ông chồng cứ nghĩ là vợ mình chắc là áp lực nhiều, rồi vừa đi làm mà vừa phải ngoại giao rồi nhậu nhẹt suốt nữa, cho nên là anh cũng thông cảm. Đó thì dần dần mình thấy là cô vợ cứ vậy hoài, cứ hằng học, cứ đi về mà gần như là không có gần gũi với chồng, rồi không có thường xuyên gọi điện cho con như lúc trước nữa. Lúc trước là hai vợ chồng đi làm về, chiều tối về là gọi điện cho con, rồi hỏi thăm con học hành sao, ăn uống sao. Đây là ngã tư của Nguyễn Đình Chiểu giao nhau với Nguyễn Thiện Thuật. Đây thì
em Ri sẽ đi thẳng đường Điện Biên Phủ này luôn, để hai vợ chồng gọi là thường xuyên gọi cho con, gọi về cho gia đình. Nhưng mà bây giờ thì lâu lâu cả tuần vợ mới gọi được một hai lần thôi, coi như là bỏ phế hết gia đình, thấy hững hờ với chồng và hững hờ luôn với con nữa. Đó mà càng ngày thì thấy vợ càng trưng diện đẹp ra, rồi làm gọi là đủ kiểu luôn. Đó thì cái điện thoại thì lúc nào cũng nhắn tin liên tục, không biết làm gì. Tối ngày thấy cầm điện thoại rú rú cái điện thoại à. Đó thì ông chồng cũng nghi rồi, chắc là có vấn đề, cho nên là ông thấy không ổn. Nên là ông nói, ông mới bàn với vợ, nói em ơi, hôm nay thì em có thể nào em không đi nhậu buổi tối không? Về hai vợ chồng mình ngồi lại với nhau, anh cũng có một vài chuyện anh muốn bàn với em. Thì cô vợ nói có gì thì nói đi, mắc gì mà phải đi về rồi làm đủ kiểu đủ trò, về rồi phải nói nhỏ, nói tùm lum, nói riêng, gọi đây nói không được hả? Cái chuyện gì mà đàn ông gì mà giống như đàn bà nói chuyện úp úp mà mở gì cũng ra vậy, mệt quá, thôi khỏi đi. Là cô vợ rất là hằng học, cái thái độ của vợ là coi như là không coi chồng mình ra một cái trăm gram nào hết. Đó thì coi như là chồng nói cái gì thì vợ cũng gọi là nạt và gọi là phớt lờ đi. Đó thì ông chồng cũng im, rồi ông có đi về. Thì tối đó vợ cũng đi nhậu bình thường, nhưng mà đi nhậu thì không biết có đi nhậu hay không. Mà ông chồng cũng hiền quá, ông cũng có theo dõi vợ hay cái gì, hay là đòi đi chung với vợ vậy chứ. Cái vợ nói đi nhậu thì ông về thôi, ông hiền lắm. Ông chồng này phải nói là người chồng phải nói là chỉ biết là đi làm về rồi đưa tiền cho vợ, cho con thôi, chứ ông không biết ăn chơi gì hết trơn, nhậu nhẹt cũng không có nữa. Cho nên là ông chồng này ông rất là hiền và ông rất là dễ thương. Thì tới một hôm nữa thì bắt đầu là ông đi làm thì mới nghe phong phanh là anh chị em trong công trường người ta xù xì là cái cô vợ của ông với cái ông coi cai kia, gọi là có vấn đề với nhau đó. Có thường xuyên gọi là hẹn hò hú hí rồi với nhau đó. Thì ông nghe nhưng mà ông không dám tin đó là sự thật. Đây là góc đường Điện Biên Phủ giao nhau với Cao Thắng, em Ri sẽ đi thẳng đường Điện Biên Phủ luôn. Phía trước gia đình chúng ta là bên tay phải là bệnh viện gọi là Bình Dân đó. Thì trở lại với cái câu chuyện của hai vợ chồng, thì anh ta nghe là phong phanh rồi, vợ mình cũng hú hí tò tí te với cái anh coi cai, ông coi cai. Rồi thì ổng bắt đầu cảm thấy là buồn rồi, bắt đầu buồn tuổi rồi. Nhưng mà ổng hiền quá, nhiều khi là ổng không dám tin đó là sự thật luôn. Ổng thầm gọi là thầm cầu nguyện trong lòng mình đó, trời ơi, chuyện này đừng có phải là như vậy, đừng có phải là như vậy. Cuộc đời tôi đã bất hạnh nhiều rồi, xin những cái khổ đau này đừng đến với tôi, đừng với con, với gia đình tôi nữa. Thì ông cầu trong lòng vậy. Cho nên là ông về, bữa đó ông về thì ông mới nói em ơi, anh nghe người ta nói là vậy vậy đó, tức là nghe người ta nói là em với cái anh coi cai đó thì này kia kia nọ rồi xù xì, ông thấy thì em cũng hạn chế đi nhậu lại đi, để người ta nói ra nói vào vậy cũng không hay. Đó thì người ta đồn rùm rồi, người ta đồn về tới quê mình nữa thì tai tiếng tùm lum thì cũng rất là mệt. Thì cô vợ mới nói anh là anh sống với vợ anh hay anh sống với người ngoài đường? Mỗi lần anh nghe cái gì, nghe ngoài đường cái gì người ta nói tào lao mía lao cái gì đó, người ta nói cái chuyện trên trời dưới đất gì đó, rồi anh về anh này nọ với vợ anh khó khăn, anh hằng học với vợ anh đó. Thì cô vợ bà mới nạt ngang không à, đó thì anh sống với vợ anh mà anh cứ nghe là người ngoài nói ra nói vô không à, anh là đàn ông mà sao kỳ vậy, anh không biết thương vợ thương con gì hết, gia đình này mà anh cần không cần thì bỏ luôn đi. Đó thì cô vợ cứ nạt ngang như thế. Cho nên là anh chồng anh cũng hiền quá, anh cũng không biết nói gì. Xong rồi cái bắt đầu là anh gọi là im nữa, tiếp tục một cái sự im lặng và buồn tủi thôi, chứ giờ anh cũng không biết làm sao hết trơn. Đó thì một thời gian sau thì cả nhà mình thấy là cái gì cũng vậy, cái kim trong bọc ngày cũng lòi ra. Đó thì có những cái buổi mà
vợ đi nhậu về trễ không nói đi. Có bữa đó thì vợ mà thường mà tới 12 giờ rồi, 12 giờ đêm rồi mà chưa thấy vợ về, cho nên anh gọi điện. Anh gọi điện thì họ ý e, tắt máy, anh gọi điện nữa, muốn hỏi ý e nữa. Cho nên là gọi hoài đó, nhưng mà cứ điện thoại cứ hỏi ý e, cách nào gọi là liên lạc được với vợ mình hết trơn. Là trong lòng ảnh là bắt đầu rồi, dù hiền cỡ nào cũng nhảy số rồi, cái nhảy số ra biết bao nhiêu là chuyện rồi. Đó thì ảnh ngồi ảnh buồn, ảnh thao thức, rồi không biết hút thuốc nha cả nhà. Ảnh chẳng những mà không biết nhậu mà thuốc cũng không biết hút nữa. Đó thì ảnh buồn quá không biết gì, ảnh mới đi mở cửa phòng trọ ra, ảnh đi ra ngoài suốt ở ngoài đường lớn, tại vì ở trong những cái hẻm cả nhà mình thấy là giờ đó thì người ta đóng cửa, người ta ngủ hết rồi, đâu có ai bán gì nữa. Ảnh mới ra cái đường lớn, mấy cái đường mà đi bộ lang thang một mình vậy. Gọi là bây giờ ngủ thì ngủ không được, nên là không biết đi đâu về đâu, nó đi lang thang một ngoài đường ra. Thì ảnh ngang cái gọi là cái chỗ mà người ta bán gọi là bán đêm á, ảnh mua một gói thuốc hút. Nói thì ảnh mua gói thuốc hút mà ảnh đâu biết thích vô đâu. Hút vô miệng rồi thổi khói ra phì phà, cũng thở ra mũi. Còn ảnh hút vậy đó mà gia đình chúng ta thấy trong nửa đêm thôi thì ảnh hút hết trơn một gói thuốc luôn, không đủ. Đó, cái người mà người ta nghiện thuốc lá thì ta hút khác. Ở đây là ngay ngã tư của Điện Biên Phủ giao nhau với Cách Mạng Tháng 8. Đó thì em đi sẽ đi thẳng luôn. Đó thì ảnh hút thuốc. Mà cái người nghiện thuốc lá thì gia đình chúng ta thấy là người ta hút rồi người ta hít sâu vô một cái hơi vậy đó, là bắt đầu người ta cảm thấy là đã sướng phê. Còn cái người không biết thuốc á, hít vô rồi thở ra lỗ mũi, hít vô rồi thở ra lỗ mũi, rồi thở ra bằng miệng, cho nên hút hoài cũng đâu có cảm giác gì đâu. Đó thì đây là ngay ngã tư ha, ngã tư của Điện Biên Phủ giao nhau với Lê Ngô Cát. Thì em đi sẽ đi thẳng cái đường Điện Biên Phủ này luôn. Đó thì hút ngồi cả đêm trằn trọc luôn, anh suy tư rồi cứ nhìn theo cái khói thuốc đó. Ảnh hút thuốc vô từng cái ngụm rồi ảnh thở ra, phà ra những cái khói thuốc nó bay, phà ra những cái khói thuốc nó bay đó. Rồi anh cứ chìm đắm trong những cái suy nghĩ, những cái nỗi lo âu của mình theo những cái làn thuốc. Thì đêm vô tận, đêm dài, nhưng mà sao trong lòng của anh nó giống như là triểu nặng vậy, giống như là ngàn cơn mưa đang trút xuống, trời đất làm như là đảo loạn. Những cái nỗi buồn mà không thể nói thành lời, cũng không biết chia sẻ cùng ai nơi đất khách quê người. Anh cứ mãi mê ngồi đó suy tư. Và đến một lúc nào đó có một cái tiếng nhạc vang lên, tiếng nhạc vang lên thì anh mới giật mình tỉnh dậy. Trời đã bắt đầu sáng, những cái phòng kế bên người ta đã thức dậy và người ta mở những cái bản nhạc trữ tình nghe du dương. Và lòng anh càng buồn càng chịu nặng, anh nhấc cái điện thoại lên một lần nữa, anh lại gọi cho vợ mình và tiếng điện thoại đã reo, tiếng chuông đã reo lên và vợ bắt máy. Alo. Anh thẫn thờ mà không nói được một lời nào. Vợ lại tiếp tục. Anh câm hả? Gọi mà sao không trả lời? Anh mới chợt tỉnh lại và nói với vợ: em đi đâu mà cả đêm anh không gọi điện được cho em vậy? Vợ mới nói: tôi lo đi làm, đi lo giao tiếp, rồi tôi nhậu xỉn quá thì tôi ngủ ngoài khách sạn, chứ tôi về sao mà nổi nữa. Rồi bây giờ thì tôi về nè. Anh chồng lặng im và không nói một tiếng nào. Và người vợ cũng thẳng thừng cúp máy. Đó là những cái gì mình thấy đó. Giống như là cuộc đời này giống như là tất cả gọi là hư vô hết. Ông chồng ông không còn nghĩ được cái gì hết, không còn nói được cái gì, không còn cảm xúc được cái gì hết. Đây là ngã tư của đường Điện Biên Phủ giao nhau với bào huyện Thanh Quan. Đây, em đi sẽ đi đường thẳng ra đường Điện Biên Phủ luôn, để gia đình chúng ta tham quan đường phố và nghe những cái câu chuyện tình. Và ông chồng coi như là giống như là bây giờ người ổng như là lân lân bay bổng chín tầng mây rồi,
ổng buồn lỗi mà ổng buông xuôi tất cả luôn. Ổng không thể nào mà nặng lời với vợ mình được, tại vì ổng thương vợ, thương con quá. Rồi rơi vào cái hoàn cảnh là vợ mình tò te tú té như vậy đó. Rồi ổng coi như là ổng bế tắc, rồi ổng biết làm sao hết trơn. Rồi chỉ có ngậm ngùi và buồn tủi, rất là khổ cho một cái người đàn ông. Đó thì xong rồi thì cả nhà mình thấy đó, thì ổng ngồi ổng chờ vợ về. Nhờ chờ vợ về thì vợ mới nói là giờ này mà không tắm rửa thay đồ gì hết trơn, đàn ông đừng ứa gì mà cứ gì là lù đù vậy, đánh cũng đi dọn đứng không biết cái gì hết trơn, thay đồ đi rồi đi chở tôi đi làm nè. Đó thì bắt đầu ông mới chở chở vợ mình đi làm, và cả ngày cũng không nói gì hết. Thì tới buổi chiều cũng về, ông cũng về và ông cũng đi chợ, rồi ông cũng nấu cơm cho vợ ăn đủ kiểu á, gọi là giống như là như là cái cô MC mà Hồ Quỳnh Hương á, có dẫn một cái chương trình như chưa từng có cuộc chia ly á, thì ở đây với một cái tâm trạng, cái hoàn cảnh của cái người chồng này, thì ảnh giống như là chưa từng có một cái rạn nứt nào trong tình cảm vợ chồng hết. Ảnh vẫn thiết tha yêu vợ, đó thì ảnh vẫn nấu ăn, vẫn làm tất cả, rồi giặt giũ đồ cho vợ tất cả luôn. Nhưng mà đổi lại đó là một cái sự thờ ơ, một cái sự gọi là lãnh đạm của người vợ đối với người chồng. Đó thì anh ta cũng lặng lặng và rồi là một cái tâm trạng gọi là nặng kiểu u sầu. Cho nên là cả nhà mình thấy đó, thì vẫn tiếp tục đi làm hàng ngày. Đó thì anh ta cứ đi làm hàng ngày và tiếp tục làm thôi. Và đến một cái ngày nọ nữa thì vợ anh ta cũng lại tái hiện một cái cảnh nữa là khuya rồi, đã quá giờ rồi, quá 12 giờ rồi, nhưng mà vẫn chưa thấy vợ mình đi về. Cho nên là anh mới gọi điện. Đây là ngay ngã tư của Điện Biên Phủ, giao nhau với Trần Quốc Thảo. Nhà thấy đây ha. Đây thì em đi sẽ đi thẳng đường Điện Biên Phủ này luôn. Đó thì quá nửa khuya rồi, rồi điện cho vợ mình mà vẫn ò ý e như lần trước nữa. Thì lần này coi như là anh ta gọi là không còn là mình nữa, mà trở nên thành một người khác rồi. Yêu thương, chăm sóc vợ và gia đình đã biến thành sức mạnh. Máu điên anh đã nổi lên rồi. Người ta dùng từ là máu anh đã lên tới não rồi. Anh ta bức rứt, bực bội và đập luôn cả cái điện thoại của mình. Rồi ngồi đó cũng lang thang đi tìm những gói thuốc về hút. Xong tới sáng thì cô vợ vừa bước vô nhà thôi, cô ta chửi rủa đủ kiểu luôn. Nói anh, tôi gọi mà tại sao mà anh không bắt máy, anh ngồi nhà làm cái gì, đàn ông gì kỳ vậy. Anh ta trợn mắt lên, một cái nỗi uất ức gọi là cùng cực. Đây thì ngay ngã tư của Điện Biên Phủ giao nhau với Lê Quý Đôn, thì em đi sẽ đi thẳng đường Điện Biên Phủ này luôn. Với một cái nỗi mà bức rứt cùng cực thì anh ta trợn mắt mình lên. Sau đó thì một cái chát giống như trời giáng vậy, một cái âm thanh nổ mà một cái chát nghe rất là rõ, rất là giòn luôn. Cô vợ mới nhảy dựng lên, trời ơi là trời, giết người, giết người, chồng giết vợ. Đó thì cô ta nhảy đứng đứng lên, cô ta làm đủ kiểu để phản ứng lại với anh chồng mình. Anh chồng nghiến nhẹ đôi găng cồm cộp, chỉ thẳng vào mắt vợ, đưa ngón tay mình ra chỉ thẳng vào mặt vợ. May, nhưng mà chỉ một tiếng mày thôi, anh chồng không nói thêm được một cái điều gì nữa, không thể nói thêm một câu nào nữa. Với một cái nỗi giận, một uất ức cùng cực, thì anh ta nói được một từ may và uất nghẹn. Đó thì mình thấy đó, quá trời bức xúc, quá trời bao nhiêu cái nỗi gọi là ấm ức trong lòng rồi.
cho nên là anh gọi là điếng người luôn, không nói được nữa. Đây thì ngay ngã tư của Điện Biên Phủ giao nhau với Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Em đi sẽ đi thẳng đường Điện Biên Phủ này luôn. Đây. Đó thì quốc cũng cùng cực rồi. Cô vợ bị tán một cái đau điếng người, và bây giờ là cô vợ cũng gọi là sững người lại, nhìn chồng mà không dám nhảy đứng đứng nữa. Cô vợ miếu máu nói: anh dám đánh tôi, anh dám đánh tôi. Nhìn mà cô vợ mới khóc nức nở luôn, và anh chồng mới điềm tĩnh nói: anh xin lỗi em. Anh người vợ mới khóc thảm thiết lên, và một cái giọng rất là ủng ẻo: anh không còn thương tôi nữa, anh đánh tôi, anh là người chồng vũ phu, mình chia tay đi. Và người chồng bật lên nhìn vợ một cách gọi là như là một ánh mắt á, một ánh mắt có ngàn tia lửa đạn luôn, nhìn cô vợ. Một lời nói rất là nhỏ nhàng, nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ của cô vợ. Như anh chồng cảm nhận được đây không còn là vợ mình nữa. Tại vì vợ mình là cái người gọi là hay lạng hiếp chồng, ngang ngược. Rồi miệng thì phải đông đổng lên, chửi rủa chồng. Thì đó mới chính là vợ của mình. Còn bây giờ mà cô ta tức tưởi và nói nhỏ nhẹ một cách lạnh lùng, tức là mọi chuyện đã theo một cái chiều hướng khác, một cái chiều hướng mà có lẽ sẽ không thể nào mà khắc phục được, một cái chiều hướng mà không thể nào mà hàn gắn được. Người vợ lạnh lùng: chia tay đi, mình không hợp với nhau nữa. Đó thì ông chồng mới là điếng người rồi. Ông chồng mới nói: bây giờ cô đã lật mặt ngửa của cô ra rồi sao? Cô sống thật với con người của cô rồi sao? Cô vợ nói: bây giờ thì không cần nói gì nữa, mình chia tay đi, ly dị đi. Tại vì tôi sống với anh mà không hợp, cho nên là bây giờ thì tôi đã có người mới rồi. Cho nên là chuyện vợ chồng của tôi với anh thì đây là kết thúc. Bây giờ là con thì anh nuôi thì nuôi, còn không thì đưa tôi nuôi. Cô vợ thẳng thừng như vậy luôn. Người chồng gọi là tê tái cả trong lòng rồi. Lúc này thì không biết nói gì hơn nữa. Thì người chồng mới nói: nếu mà cô có tình mới rồi, có người mới rồi thì cô cứ đi đi. Tôi biết là bây giờ tôi không có giữ được cô nữa đâu, thì cô cứ đi. Và con thì cứ để tôi nuôi. Không thể nào mà cô sống với một cái người đàn ông khác mà để con mình sống chung được, nó không thể nào mà thuận tiện được, hợp lý được. Cho nên là cô cứ đi đi và để con cho tôi nuôi. Thế là một chuyện tình chia tay nhưng mà đượm buồn, rồi chuyện gì đến cũng đến. Cô ta cũng vứt áo, vứt vali để mà đi theo tình mới. Rồi anh chồng này cũng buồn bã, buồn tủi, trở về quê thì tiếp tục với công việc làm nông mình. Rồi lâu lâu thì có ai thuê phụ hồ, có ai thuê cắt lúa, làm cỏ gì đó, thì anh làm tất cả công việc. Và anh cố gắng làm, người ta trả lương thấp anh cũng làm. Làm để mà gọi là quên đi cái nỗi buồn, quên đi cái sự khó nhọc trong cuộc sống, quên đi cái người vợ mà phụ bạc mình. Thì đó thì cả nhà mình thấy đó. Cho nên là anh cứ làm miết như vậy. Nhưng mà một thời gian sau thì ngay đây là ngay ngã tư của Điện Biên Phủ giao nhau với Hai Bà Trưng, thì em đi sẽ đi thẳng đường Điện Biên Phủ này luôn. Đây đây thì có một cái công viên Lê Văn Tám rất là mát, và ở đây thì cũng thường diễn ra các sự kiện lễ hội rồi rất là thường xuyên. Đó thì để một thời gian sau thì cái cô vợ mình bắt đầu là đã gặp những cái khó khăn trong cái tình mới. Đó thì tại vì cái anh coi cai này ảnh là cuộc đời lãng tử, mà gia đình biết những người cuộc đời lãng tử thì cái miệng ơi là cái miệng luôn, nó dẻo nhẹo luôn. Cho nên là
phụ nữ mà thấy những cái miệng dẻo này rồi cách ga lăng, cách chăm sóc nữa thì trời ơi, chết mê chết mệt luôn đó. Thì em thấy đó, xong rồi thì ông ta vẫn là gọi là trứng nào tật đó, ngựa quen thằng cũ. Ông thì canh cai này thì anh thích kêu qua ghẹo nguyệt thôi, chứ thật ra cuộc đời của anh là chưa có điểm dừng, không có điểm dừng. Và anh này anh cũng chưa từng có ý định là sẽ cưới vợ, sẽ sinh con gì cả. Anh cứ lãng tử, anh cứ phiêu lưu đó. Thì đến một hôm thì cô vợ này ngậm ngùi phát hiện cái anh coi cai thầu này thì anh quen với một người phụ nữ khác đó. Thì chuyện gì đến nó cũng đến, và kết cục nào rồi cũng buồn thảm như nhau. Nó thì cô vợ này mới hỏi là tại sao anh, tôi bỏ chồng bỏ con, tôi bỏ tất cả rồi, cuộc đời tôi làm tôi buông bỏ tất cả luôn, vậy mà tôi theo anh, là anh biết là tôi đối xử với anh tốt cỡ nào, anh quan trọng đối với tôi cỡ nào, tôi thương anh cỡ nào, tôi đâm quỷ hết cả cuộc đời của tôi, hạnh phúc của tôi để tôi theo anh, mà bây giờ anh lại đối xử với tôi vậy sao, anh lại theo tình mới vậy sao. Thì đây thì để rẽ ra một cái ngã ba của Điện Biên Phủ giao nhau với Mạc Đĩnh Chi đó. Thì anh ghi sẽ rẽ vào ngã ba này đó. Thì trở lại với câu chuyện của cô vợ. Cô vợ nói là tôi đã hy sinh tất cả hạnh phúc của mình, bỏ chồng bỏ con để theo anh, mà bây giờ anh nỡ lòng nào anh đối xử với tôi vậy sao, anh lại đi quen một người phụ nữ khác. Thì cái anh trai này mình nói cuộc đời mà em, chồng con em đây tốt với em cỡ nào mà em còn bỏ được, thì anh là cái gì? Anh chỉ là một cái người quen em, trong một cái người mà chuyện tình tay ba thôi, là anh cũng đâu có là cái gì trong cuộc đời của em đó. Cho nên là thôi, em bỏ được chồng bỏ được con rồi thì sau này em cũng bỏ được tôi, và tôi cũng vậy thôi. Tôi không thể nào yêu một cái người mà phụ nữ như thế. Với tôi thì cô chỉ là một mối tình, một đoạn đường cho qua đường thôi đó. Thì rất là buồn ha, rất là buồn luôn. Rồi bắt đầu là cô ra mấy gọi là hối hận và nhận ra sự việc không thể nào cứu vãn nữa. Và trong đêm đó, cái người đàn ông cũng cuốn qua ly, cuốn quần áo và bỏ theo người phụ nữ khác. Cô ta ngậm ngùi và đau xót tận cùng, hối hận về cái việc làm của mình, bỏ chồng bỏ con. Nhưng mà bây giờ thì mọi chuyện đã muộn màng rồi, không thể nào quay trở lại được, không thể nào hàn gắn trở lại được. Cô ta chỉ biết ngậm ngùi và đau khổ. Và cứ thế cô ta cũng lao đầu vào công việc để làm sao quên đi những cái nỗi đau, những cái khó khăn ở trong cuộc sống này. Và đến một buổi nọ, cô ta đến một cái công trình, một công trình ở một cái vùng đất ven ngoại ô Sài Gòn. Và ở một cái công trình đó, cô ta mới gọi là một cái khu mà gọi là đất trống đó. Là chỉ có những công trình mà mới xây dựng lên thôi, cho nên là chưa hoàn toàn, chưa có gì hết. Thì cô ta mới xin ở lại tại chỗ luôn, tại công trình đó. Thì ngay chỗ cái công trình thì gia đình chúng ta rồi biết là khi mà mới xây dựng lên thì người ta chỉ che cái liều, gọi là cái liều bạc thôi, chứ không được là cái liều ton, liều thiết nữa, để mà công nhân ở lại đó. Thì thứ nhất là công nhân cũng đỡ tốn tiền thuê trọ. Thứ hai nữa là cả nhà mình thấy đó, là công nhân ở lại thì giữ đồ, giữ vật tư luôn, cho nên là một công hai việc. Cho nên là cái công trình, người quản lý công trình đó mới cho cô ta ở lại. Và khi mà màn đêm buông xuống với một cái lạnh mà thấu xương, khi mà cả nhà mình thấy rồi, cái khu đất trống mà ban ngày thì nắng dữ dội và đổ lửa, nhưng mà ban đêm xuống thì sương rơi, gió lùa, lạnh thấu xương luôn. Rồi cô ta ngồi co ro trong một cái liều bạc, nhìn ánh đèn đường le lói, cô ta gặm nhấm từng cái nỗi đau xé thịt, nhớ chồng, nhớ con.
và những cái nỗi nhớ đó, những cái nỗi tủi hận đó, uất ức đó, nó giống như ngàn cơn sóng biển cứ liên tục thổi vào, đánh vào tận nỗi đau tận tâm can của cô ta. Đây thì cả nhà mình sẽ thấy được một cái khó khăn, một bức xúc mà những cái hoàn cảnh, những mảnh đời từng khó khăn, từng gian khổ bên nhau, và với những cái đẩy đưa của cuộc đời, những cái cám dỗ của cuộc đời, trong một phút không gọi là không có giữ được tâm mình, thì mọi chuyện khi đã trở về hồi kết thì có hận cũng buồn màng. Đây cũng là một cái lời cảnh tỉnh cho những anh chị em, những đôi vợ chồng trẻ, hãy tin tưởng lẫn nhau, hãy nương tựa lẫn nhau mà sống làm sao cho tốt cho đẹp. Chúng ta còn có gia đình, chúng ta còn có con, chúng ta còn có nội ngoại hai bên, thì không có lý do gì để gọi là chúng ta phải hủy đi cái cuộc sống, cái hạnh phúc của gia đình của mình. Tiền rất là quan trọng nhưng mà không phải là tất cả. Cuộc sống chúng ta còn nhiều cái lắm. Và đâu đó nữa, không chỉ nỗi buồn dành cho cô gái, mà nỗi buồn đó nó còn dành cả cho người chồng, dành cho người con, và dành cho đấng sinh thành đã sinh ra anh chồng, dành cho đấng sinh thành đã sinh ra cô vợ. Và một cái nỗi niềm gọi là chất chứa, gọi là sẽ không thể nào nguôi ngoai. Dư luận có thể chìm xuống trong một khoảng thời gian nào đó, nhưng mà cái vết thương trong lòng vẫn luôn luôn rỉ máu. Hy vọng là những anh chị chúng ta có nghe được những cái câu chuyện này của Ri, thì hãy biết quý trọng, quý báu cái hạnh phúc gia đình, vợ chồng, con cái, gia đình nội ngoại hai bên, để cuộc sống chúng ta phần nào đó nó bớt sóng gió hơn, nó im điềm và hạnh phúc trôi qua. Đây thì em Ri đã tới ngã tư đây của Trần Cao Văn, giao cấu nhau với Hai Bà Trưng. Đây thì xe gọi là xe bus du lịch, xe này 2 tầng. Khách nước ngoài thì người ta sẽ thích ngồi ở trên, dù trời nắng như thế này luôn. Ở gọi là Việt của mình á, thì thấy mà cái trời nắng nó là sợ lắm. Nhưng mà người nước ngoài, đặc biệt là những cái khu vực người ta sống lạnh giá, thì người ta thấy được cái trời nắng như thế này, người ta rất là thích. Giống như là người ta ra nằm ngoài nắng, người ta tắm nắng luôn á. Giống như lâu lâu mà được hưởng ánh nắng vậy đó. Thì mỗi vùng, mỗi thổ nhưỡng, mỗi khí hậu khác nhau, cho nên là nhiều khi là thừa của người này lại là thiếu của người khác đó. Thì những cái mà vứt đi của người này lại là những cái quý báu của người khác đó. Thì mình thấy đó, đây là cuộc sống muôn mặt. Nó dài lên trên đây nữa thì gần tới Hồ Con Rùa. Hồ Con Rùa là một trong những cái địa điểm gọi là của các bạn trẻ. Các bạn trẻ thì thường xuyên gọi là đến chỗ khu vực ở đây, đặc biệt là các bạn sinh viên thì ngày trước các bạn hay đến đây lắm đó. Thì để mà ngồi đây nè, học bài chỗ Hồ Con Rùa rất là đã, rất là mát. Học bài rồi trò chuyện đồ với nhau, và buổi tối ở đây thì có những cái thác nước lên đèn nữa, thì đây cũng là một cái địa điểm rất là đẹp. Đây thấy toàn cảnh Hồ Con Rùa rất là đẹp. Nhưng mà bây giờ thì không hiểu sao, có lẽ là quan niệm mỗi thời điểm mỗi khác nhau, cho nên là bây giờ thì chị thấy cũng rất là ít có những cái bạn trẻ mà đến chỗ Hồ Con Rùa này để mà học bài nè, đọc sách hay là học nhóm đồ với nhau. Thì có lẽ là các bạn sẽ chọn những cái phương án khác nhau đó. Thì đi dài ra đây nữa để gia đình chúng ta thấy khu vực đây ha, rất là đẹp, rất là mát và thơ mộng. Đây là một cái nơi mà hồi mà cái trẻ gọi là, hay là nói trẻ thì nói sai vời quá, cái hồi thời sinh viên thì Ghi cũng hay đến đây tập trung với các bạn của mình, đi ngồi đây rất là mát. Rồi Hồ Con Rùa nè thì chơi cũng rất là vui nữa, mà đỡ tốn. Vào quán cà phê, quán ăn gì mình ngồi thì tốn tiền quá. Ngày xưa thì xung quanh đây quán cà phê nhiều lắm, quán ăn đồ cũng nhiều nữa, mà bây giờ những cái mặt bằng ở đây á, mình thấy là người ta trả cũng nhiều rồi đó. Thì giá thuê cao quá, mắc quá, không trả nổi, dẫn đến là nhiều chỗ người ta gọi là bỏ chạy luôn rồi đó. Đây thì có những cái quán
vô ra đền này, hàng quán này rất là lớn ở đây. Đây thì dài tới trên này thì thấy là xích trên đây thì gia đình chúng ta thấy là có cái nhà văn hóa thanh niên nè, rồi nhà thờ Đức Bà nữa. Thì khu vực này phải nói là quá đẹp, rất là đẹp luôn. Đó, đi dài lên khu vực này thì thấy đây, bên tay trái gia đình chúng ta là nhà văn hóa thanh niên ngay chỗ đường Phạm Ngọc Thạch giao với Nguyễn Thị Minh Khai. Còn đi thẳng lên phía trước luôn đó thì gia đình chúng ta thấy được đó là nhà thờ Đức Bà, rồi người ta đang phục hồi lại, gọi là đang gọi là trùng tu lại rất là nhiều năm nay rồi, từ trước dịch Covid-19 đến nay, nhưng mà vẫn chưa có xong do một cái khó khăn là nhập nguyên vật liệu, cần những cái nhập nguyên vật liệu đặc biệt để mà phục hồi, phục chế lại nhà thờ Đức Bà. Rồi kinh phí nó đội lên nhiều nữa, cho nên là nhiều cái khó khăn dẫn đến cái tình trạng là làm đến giai đoạn này nhưng mà vẫn chưa xong. Lâu rồi mới ra quận nhất, nó thấy em Ri giống như là một bút măng non vậy, lâu lâu mới trở ra trung tâm Sài Gòn, còn đa số thì cũng đi, mà đi cũng vòng vòng rồi đi vùng quen là nhiều, ngay chỗ những cái trung tâm lớn này thì Ri cũng ít vào, tại vì những cái trung tâm lớn này thì gia đình chúng ta thấy đó, Sài Gòn bây giờ thì đắt đỏ, nhiều cái thông tin như là gần đây chỗ nhà thờ Đức Bà thì cả nhà mình thấy là có một cái mặt bằng của đường Hàng Thuyên đó, thì Starbucks Coffee đó thì cũng trả mặt bằng rồi, ngay chỗ Hai Bà Trưng của Thái Công thì cũng nghe tin đồn là trả mặt bằng với giá là 1.1 triệu một tháng đó. Thì tình hình kinh doanh khó khăn thì ở đây thì có nhiều cái gọi là ta gọi là cơ cấu lại, gọi là thu nhỏ mình lại, tại vì trong cái giai đoạn này thì vắng và ế, mà nếu mà chúng ta gọi là duy trì những cái mặt bằng mà lớn quá thì nó sẽ cuốn nuốt cái chi phí rất là lớn, mà cái hiệu quả kinh doanh lại không cao. Cho nên là đối với một nhà quản trị kinh doanh thì luôn luôn người ta tính làm sao mà để kinh doanh có lợi, có lợi nhuận và lâu dài đó. Thì mình thấy là nhiều anh chị nói là người ta cứ phá sản người ta bỏ chạy, nhưng mà chưa chắc cái đó thì đúng một phần thôi chứ không phải là đúng hết, tại vì kinh doanh mà kinh doanh là cái yếu tố cuối cùng. Chúng ta làm tất cả, làm rất là nhiều điều, nào là chiến lược, kế hoạch đủ kiểu, nhưng mà cái kết quả cuối cùng chúng ta là gì, là phải có lợi nhuận. Kinh doanh là cái tiên quyết là phải có lợi nhuận, mà lợi nhuận bị ảnh hưởng rồi bắt buộc là phải đổi chiến thuật, đổi chiến lược, kể cả là trả những cái mặt bằng lớn để thuê những cái mặt bằng nhỏ hơn, để giảm chi phí hơn, để phù hợp với những cái thời điểm. Thì đây cũng là một cái điều mà rất là cần, cho nên là mình thấy là có trả mặt bằng hay là cái gì đó thì đây cũng là một cái chuyện bình thường với những cái doanh nghiệp lớn. Người ta có nhiều doanh nghiệp, người ta có gọi là ẩn số rất là nhiều, cho nên là cái tính toán người ta thì chắc chắn là sẽ rất là tuyệt vời, chứ không có nghĩa là khi mà trả mặt bằng là người ta kinh doanh thua lỗ phá sản. Có thể trả mặt bằng đối với những cái đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ, gọi là vốn ít, thì người ta chỉ có một cơ sở, hai cơ sở thôi, trả mặt bằng thì cũng đồng nghĩa đến việc là không còn duy trì nổi nữa. Thì có thể là đó là cả quá trình của người ta, cả cái tài sản của người ta. Thì coi như là ngay chỗ bưu điện trung tâm thành phố đây, thì cả quá trình của người ta thì coi như là người ta trả mặt bằng, coi như là người ta mất hết tài sản rồi, người ta gọi là thua lỗ rồi. Nhưng mà đối với gia đình chúng ta thấy đó, những cái tập đoàn lớn người ta có cả nhiều hệ thống để mà nhiều cái chuỗi cửa hàng, thì đóng một vài cửa hàng hay là mở thêm một vài cửa hàng đối với họ là một điều rất là bình thường, một chiến thuật kinh doanh rất là bình thường. Đây thì mình thấy du khách vào rất là đông, ngày đây thì thấy là khách quốc tế khá là đông luôn. Bên cạnh đó thì cũng có những cái em học sinh đến đây để tham quan, check in, chụp ảnh, cũng như là vào trong nghiên cứu về lịch sử đâu đó. Thì xa xa thì thấy là những cái anh ba lô đó, cái ba lô màu áo xanh xanh đó, hai anh mặc áo xanh áo đen đó, thì là những cái anh hướng dẫn viên du lịch để mà đưa khách đến đây. Đây thấy là cái ngay đây thì ngay khu vực chỗ nhà thờ Đức Bà, nhà thờ Đức Bà thì có nhiều người ta đến ra check in chụp hình đây, dù chưa nắng ha, nhưng mà vẫn chụp hình, không có sợ nắng sợ mưa gì hết đó. Thì nhà thờ Đức Bà đang trùng tu là đó, cả thấy đang làm ở trong, có tiếng ồn rào 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 ở trong, làm rất là lớn.
và coi như là cũng gần hoàn thành hết rồi. Thấy cái dãy ở phía sau là chính giữa là nó hoàn thành rồi nè, thấy ngon lành mở ra rồi. Còn bây giờ người ta tiếp tục ở phía trước này, hy vọng thì nhà thờ Đức Bà sẽ sớm trùng tu xong đó, thì để cho có một cái không gian gọi là sinh hoạt tín ngưỡng, cũng như một cái không gian về tham quan địa điểm du lịch và vui chơi giải trí cho bà con du khách ở trong nước và ngoài nước. Đó thì dài qua đây thấy có Highland cà phê cũng có mặt ở khu vực này. Đây là nhìn thấy xung tụ ha, ra chỗ khu vực nhà thờ Đức Bà, bưu điện trung tâm thành phố, thì chúng ta thấy có nhiều điều rất là khác. Đó thì thấy là có một cái gì đó nó nhẹ nhàng và nó bình dị. Giữa Sài Gòn chúng ta thì mình thấy là lúc nào cũng nhộn nhịp tấp nập hết, nhưng mà nhìn những cái du khách người ta gọi là phiêu lưu từng bước chân, từng ánh nhìn để mà chiêm ngưỡng những cái vẻ đẹp, những cái vẻ đẹp của kiến trúc văn hóa, thì ở đây gia đình chúng ta sẽ thấy được là thời gian giống như là nó chậm lại, nó mất đi cái sự tấp bật, nó ồn ào, mà đó là một cái sự im dịu để bà con thưởng thức những cái khung cảnh, những cái không khí xung quanh đây. Đây thì em Ghi sẽ đi xích lên trên này nữa cho gia đình chúng ta tham quan trọn khu này luôn. Ở trên này thì có đường sắt thành phố Hồ Chí Minh. Đây, để xích lên trên đây thì có một cái đường sắt nè. Thì sẽ xoay cái ống kính vào cái đường sắt để gia đình chúng ta thấy. Đây, đường sắt ha. Đây là đường sắt Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh City Book Street. Ri đọc tiếng Anh thì tiếng được tiếng không, mong gia đình chúng ta thông cảm. Ở đây thì cái cây xanh mà được chọn trong cái đường sắt này là đi thấy là cây me anh. Cây me, đây thì rất là nhiều cây me ở đây. Đó thì xích lên nữa, gia đình chúng ta sẽ thấy. Đó, mặc dù trời rất là nắng đây, các chị thì rất là sợ nắng này, ra anh chút là bịch gọi giống như ninja luôn. Nhưng mà trong vì cái những cái bức ảnh đẹp thì các chị vẫn đứng ngoài nắng này để tạo dáng tạo kiểu. Thì cái đó là người ta dùng cái từ là làm đẹp là bất chấp. Đó thì bất chấp để làm đẹp. Đó, dài ra đây nữa thì sẽ đi lên đây thì bên chỗ nhà thờ Đức Bà thì người ta cũng còn đang trùng tu đây. Đây thấy rất nhiều cái dàn giáo đây ha. Đó thì phía ngoài thì nó rào trắng xung quanh hết trơn rồi để mà an toàn cho cái công trình xây dựng ở bên trong. Đó thì khi mà công trình này mà xây dựng xong á thì